Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh, bác sa toàn quốc. Kính thưa quý vị, bác Sa Đức Huy đang có mặt tại thị trấn Hồ của huyện Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh. Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập huyện Thuận Thành và một cái dịp trọng đại, đó là huyện Thuận Thành được lên thị xã, quý vị nhé. Thì câu lạc bộ cây cảnh huyện Thuận Thành có tổ chức trưng bày cây cảnh, giao lưu kết nối các nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Thì ngay tại địa điểm đó là nhà vườn Minh Bảo của tại thị trấn Hồ, Thuận Thành, quý vị nhé. Quý vị nhìn thấy này, một căn biệt thự cực kỳ đẹp. Và kính thưa quý vị, trong đó, trong sân này có hàng mấy trăm tác phẩm bonsai nghệ thuật từ nhỏ đến lớn, quý vị nhé. Thì Bonsai Đức Huy sẽ tiến vào để quay và ghi hình gửi tới quý vị. Đây, quý vị nhìn thấy cái thành viên trong ban tổ chức. Cháu chào các chú, chào các anh nhá. Đây, cái áo xanh đó là chú Minh Bảo, chủ vườn. Còn có đủ cái thành viên trong câu lạc bộ cây cảnh của huyện Thuận Thành. Thì đầu tiên là xin chúc mừng cho phong trào của huyện, các chú và các anh đã có một cái sân chơi cho thấy là cực kỳ là chất lượng. Một cái không gian của một cái nhà vườn mà tổ chức được như này thì cũng là cái hiếm đấy, không có thấy nhiều đâu. Thế thì chú hoặc là các anh nào cho Bonsai Đức Huy được phỏng vấn một chút nhỉ? Vâng, anh. Đây là anh Sáng. Anh Sáng. Vâng, anh Sáng. Vâng, anh Sáng cho Bonsai Đức Huy hỏi là cái trưng bày lần này thì câu lạc bộ mình mời bao nhiêu tác phẩm đến với trưng bày triển lãm anh? Trước hết là xin chân thành cảm ơn kênh Bonsai Đức Huy. Xin chào tất cả các bác anh em yêu cây trên cả nước. Thực tế là hôm nay thì cũng câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện Thuận Thành rất vinh dự là được tổ chức một cái buổi giao lưu trưng bày kỷ niệm 110 năm ngày thành lập huyện và lễ đón nhận quyết định thành thị xã Thuận Thành. Trước hết cho tôi xin được cảm ơn kênh Bonsai Đức Huy, cảm ơn tất cả các bác anh em yêu cây trên cả nước đã cùng câu lạc bộ chúng tôi để ngắm được cái chân vườn câu lạc bộ tôi. Thứ hai là câu lạc bộ tôi tổ chức trong khuôn viên tại nhà vườn Minh Bảo, mà cái nhà vườn này cũng được rất đón mọi người đến để tham quan, chiêm ngưỡng, học hỏi. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự được đón tất cả các đại biểu về dự và số lượng cây chúng tôi mang về đây sắp chỉ 200 tác phẩm, tất cả từ các huyện, các tỉnh đã đưa các tác phẩm xuất sắc về đây để giao lưu cùng câu lạc bộ anh em tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, tuyệt vời quá, xin cảm ơn anh và cảm ơn các chú nhá. Vâng ạ. Xin mời Đức Huy vào. Vâng ạ, vâng ạ. Thế Đức Huy sẽ vâng, và sau Đức Huy sẽ vào chia sẻ cho quý vị gần 200 tác phẩm của các nhà vườn trong tỉnh và ngoài tỉnh. Kính thưa quý vị, ngay đầu cổng. Vâng, thế còn kính thưa quý vị là chú Minh Bảo, chú có chia sẻ là còn riêng của nhà vườn có 200 tác phẩm đó quý vị. Thực sự là phong trào cây cảnh ở Bắc Ninh rất là phát triển quý vị ạ. Và hiện nay thì vừa Bác Sa Đức Huy vừa mấy hôm qua làm chương trình tại triển lãm Quế Võ. Thì và hôm nay thì chỉ sau một ngày thôi thì bên Thuận Thành các anh cũng đã làm một cái cuộc trưng bày triển lãm tại địa điểm nhà vườn, nhưng mà cực kỳ chất lượng quý vị ạ. Số lượng tác phẩm về đây cũng ngang với Quế Võ. Nhưng mà cái sân chơi này thì của nhà vườn nên cô đọng mà nhìn trông ấm cúng và rất là chặt chẽ. Tác phẩm được dài thảm đỏ rất là trân trọng quý vị ạ. Bác Sa Đức Huy nhận ra tác phẩm của anh Đảm. Anh Đảm hôm trước giao lưu tại nhà vườn Lê Linh.
còn rất nhiều tác phẩm khác. Bonsai Đức Huy sẽ làm cho quý vị một cái thước phim bao quát để quý vị yêu kênh cả nước cùng cảm nhận những tác phẩm nghệ thuật ở nơi đây và cảm nhận được cái phong trào ở nơi đây phát triển như nào. Cây bonsai rất là nghệ thuật đấy quý vị này. Tác phẩm si rất đẹp quý vị của anh Đạt. Cây dưới có bộ râm rất là đẹp, bộ râm san hô hết rồi. Và kính thưa quý vị, đằng sau Bonsai Đức Huy nhìn một cái tác phẩm ổi đẹp quá quý vị ơi. Tác phẩm ổi là Bonsai Đức Huy nhận ra rồi. Một tác phẩm ổi rất là đẹp. Và tác phẩm này thì vừa rồi triển lãm Bắc Linh có đạt huy chương vàng. Và tác phẩm ổi cực kỳ đẹp. Tác phẩm ổi xuất sắc quý vị ơi. Chào anh. Chào anh. Chào anh nhé. Trong kia còn rất nhiều nữa quý vị ạ. Chơi lâu càng giá trị thì con đem lên bày xong nó để lại đây nó cầm về. Chú bảo sẽ cầm một tờ giấy ở trong lúc người này này. À, con này ở đây. Con này về. Lên một clip. À, con này về. Con này về. Rất nhiều tác phẩm quý quý vị ạ. Tác phẩm quý rất nhiều. Và Bonsai Đức Huy cảm nhận là càng vào trong này thì càng thấy có những cái tác phẩm rất rất là quý này. Đơn cử những cái tác phẩm trước mắt quý vị. Và đây cũng vậy. Thưa quý vị, đây là cái tác phẩm đẹp quá. Đây là mặt sau của tác phẩm. Quý vị nhìn cái không gian cực kỳ đẹp. Một biệt thự, một vườn cây của một nhà vườn. Và bên cạnh đó có rất nhiều những tác phẩm của các nhà vườn mang đến trưng bày triển lãm. Ngoài ra phía trước mặt quý vị còn là cái bể bơi. Và quý vị có thể đến nhìn thấy một cái tấm biển để giới thiệu cái sự kiện ngày hôm nay. Câu lạc bộ nhà vườn cây cảnh nghệ thuật chào mừng 115 thành lập huyện và đón nhận quyết định trở thành thị xã Thuận Thành. Cây trà Phúc Kiến quý vị này. Nhiều lắm quý vị nhé. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng mãn nhãn tác phẩm ở nơi đây. Rồi, chào các anh em.
Những tác phẩm già trắng toát này quý vị này. Ô anh mới đến này. Chào mọi người nhé. Chào anh Luyện, chào anh. Tác phẩm giáng lão của anh phải không? Ba cây của anh liền. Ba cây của anh liền à? Ủi những cây chất lượng. Vừa mới li mày xong. Anh ra đây một tí. Kính thưa quý vị này, những tác phẩm của anh Lộc Phú Quý. Giá trị quá này quý vị này. Và cây tùng này, tùng quý. Và kính thưa quý vị, đây là cái tác phẩm của anh Luyện này. Cây này rất chất lượng. Em chào các anh nhá. Chào những người hùng Bắc Linh. Bắt tay anh nào. Anh Lượng. Điều thấy bọn sai Đức Huy nhỉ? Nói là YouTube Đức Huy là number one đấy. Rồi, cảm ơn anh. Cây của anh đặt ở đâu? Quá nhiều tác phẩm quý. Như vậy mới nói nên là phong trào Bắc Linh cực kỳ phát triển. Chào chú nhé. Chào chú. Bác Sài Đức Huy sẽ quay cho quý vị tổng thể để quý vị có thể nhìn bao quát những tác phẩm ở đây. Và sau sẽ đi chi tiết sau quý vị nhé. Những tác phẩm của anh Chính này, anh Chính Gia Bình. Và tiếp tục là cái tác phẩm Si của anh Chính. Tác phẩm Si rất đẹp của anh Chính nhé quý vị nhé. Và còn nhiều lắm. Đây là tác phẩm của anh Lượng quý vị ạ. Anh Lượng và Từ Sơn. Anh Lượng có khá nhiều tác phẩm. Đây cũng là những tác phẩm của anh. Và đây cũng vậy quý vị ạ. Tác phẩm này của anh đẹp quá. Đẹp từ chân bệ đến đường thân. Một cây bonsai cao khoảng 45 phân. Rõ ràng mạch lạc. Chân bệ cốt trọng già. Quá đẹp, cây dáng siêu. Ok, thưa quý vị, đây cũng vẫn là cây của anh Lượng. Tác phẩm này của anh Lượng, một cây trường hoành. Và những cái tác phẩm của anh Phi quý vị nhé, cây bonsai mini. Khá là chất lượng. Và bác Sát Huy nhìn thấy một cái tác phẩm trực, cây trực cỡ đại của anh Lộc Phú Quý. Một cái trực to, cao, khoảng 1,5 m của anh. Nếu những cái tác phẩm mang đến trưng bày triển lãm thì khả năng tác phẩm này là cái tác phẩm to nhất viện. Đỗ đâu à? Ờ, xin chào. Chào các anh. Mới đến anh. Các đại biểu đang đến đông dần rồi quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy mọi người đang đến tham quan rất là đông rồi. Em chào anh Đức Minh. Chào em. Chào em nhá. Chào em Yên nhá. Em chưa quay.
Đấy, vâng, các bác như hôm nay có hiện diện của kênh YouTube của anh Bonsai Đức Huy. Ok em, chào chào em Yên Bonsai nhá. Phủ rộng toàn sóng. Rồi. Sức khỏe nhá. Rồi, cảm ơn em nhá. Cảm ơn thật ý nghĩa anh nhá. Cảm ơn em nhá. Nhanh thoáng người. Nhận được chưa? Có phải người người ế không? Ôi, một cái ổ nha. Cái ổ nghệ thuật quá anh nhỉ? Cái ổ rất nghệ thuật. Những lãng hoa tươi thắm mọi người đã đến chúc mừng cho nhà vườn. Quá nhiều quý vị ạ, quá nhiều tác phẩm quý. Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng tác phẩm ruối này. Những tác phẩm ruối này chỉ có làm từ nhỏ thôi mới có những tác phẩm ruối này. Bonsai Đức Huy thực sự là một cái năm 2023 rất là vui quý vị ạ. Bởi vì trong cái lúc ảnh hưởng của kinh tế, cái khó khăn của kinh tế, nhưng mà không quý vị lẽ đó mà cái phong trào cây cảnh trầm lặng. Và Bonsai Đức Huy cảm nhận kinh tế có ảnh hưởng một chút, nhưng mà cái phong trào, cái niềm đam mê của các anh em, các nhà vườn khắp nơi trên cả nước còn sôi động hơn nữa, còn sôi động hơn năm 2022. Thì như vậy mới thấy được cái tình yêu cây cảnh thì thực sự là vô cùng lớn. Và nó vượt qua được cái khó khăn của kinh tế. Bởi vì cái trình độ chơi cây, cái nhận thức, cái đẹp của các nghệ nhân bây giờ, các anh em bây giờ đã khác trước rất nhiều. Khác mười mấy năm trước rất nhiều. Những cái thời 2010, 2011 trước. Bây giờ mọi người chơi đi vào chất lượng, cái giá trị thực. Cho nên là có kinh tế có ảnh hưởng một chút, nhưng mà cái giá trị thực thì vẫn còn đọng lại đó. Trên đây hôm nay đang nhập phải mặc com lê, có biết cái vào đi gì? Đó, chơi viên áo trắng đấy. Chào tất cả. Com lê có biết vào trên đây hoành tráng. Đấy, ông Hoàn sao bảo ốm đau gì đã lên rồi. Chào hai huynh. Chào tất cả anh em nhá. Thưa quý vị, đây là cái tác phẩm của nhà vườn Đình Tuấn này. Hai cái đấy đang làm để một tác phẩm quý của nhà vườn Đình Tuấn. Đây đội của em xong rồi về thêm cái đội kia nữa là hết. Anh Tuấn nữa thôi. Quay được cái này thì làm cây mà không quay được cái này thì quay sang bên này được. Cành đơn giản. Cho ba cây vào là được. Cây đơn giản. Cây to. Nó vo được cành. Cây thì quay. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim khi vừa đặt chân xuống huyện Thuận Thành. Ở nơi đây có trưng bày triển lãm rất là chất lượng. Bonsai Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim bao quát
có thể là không được chi tiết nhưng mà từng đấy cũng đã cho quý vị được cảm nhận cái chất lượng ở nơi đây, không khí ở nơi đây. Và Sa Đa Huy tiếp tục lại truyền tải cho quý vị những thước phim tại Thuận Thành. Nhưng trong thước phim này thì cái thời lượng đến đây, và Sa Đa Huy cũng xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.